Cơ chế khoa học của bài kinh Diệt trừ dịch bệnh. Nguồn bài viết và hình ảnh: Thiền Tôn Phật Quang. Giọng đọc: Lâm Ánh Ngọc. Thực hiện: Lance. Phụng sự là sứ mệnh. Có lần ở xứ Vesali bị dịch bệnh bùng phát, người chết tràn lan, Phật đã dạy một bài kệ tụng cho dân chúng. Nhờ tụng bài kệ này mà dịch bệnh được đẩy lùi, biến mất. Vậy cơ chế khoa học của bài kệ tụng này là gì mà có thể xóa hết dịch bệnh? Có những nơi bị ruồi sinh sản tràn ngập, tấn công, bay bám vào thức ăn, bay bám vào người, cực kỳ khó chịu. Muốn diệt ruồi, chẳng ai ngu dại đem tên lửa đại bác mà bắn chúng. Chúng có kích thước nhỏ, di chuyển cơ động, dùng vũ khí to lớn không thích hợp. Lấy dao mổ trâu mà giết ruồi là sai. Thành ngữ xưa đã nói thế. Muốn bắt giết ruồi, cần có những phương pháp thích hợp hơn, tinh tế hơn, thông minh hơn. Virus cũng vậy, kích thước nhỏ quá, xâm nhập khéo léo quá, tự phân bào sinh sôi thông minh quá. Dao mổ trâu không giết được virus đã đành, mà thuốc kháng sinh cũng không nhúc nhích được nó. Phải tự làm tăng sức đề kháng của cơ thể để cơ thể tự chiến đấu chống lại virus. Có một cơ chế khác nữa để tiêu diệt virus độc hại, đó là tần số sóng não, rất nhỏ nhiệm, rất hiệu quả. Khi não phát ra những tần số tích cực thì virus với kích thước nhỏ xíu ở cấp độ phân tử bị tổn hại, suy yếu. Nếu não tiếp tục phát ra những ý nghĩ tiêu cực, sợ chết, ích kỷ, vơ vét, độc ác thì virus được tăng thêm sức mạnh để sinh sôi, nảy nở. Nếu não phát ra những ý nghĩ thiện lành, tích cực, yêu thương, tử tế, vị tha thì virus dịch bệnh bị suy yếu rồi tan biến. Nếu mỗi ngày ta ngồi yên, nguyện lòng yêu thương tất cả, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đạo đức, cầu nguyện cho mọi người, mọi loài yêu mến nhau, khởi lòng tôn kính các bậc thánh siêu phàm, thì sóng não này sẽ gây ra một hiệu ứng bất lợi cho virus trong cơ thể, khiến cho virus bị suy yếu rồi biến mất. Đây chính là cơ chế khoa học của bài kệ tụng mà Đức Phật đã dùng để diệt trừ dịch bệnh cho xứ Vesali này. Kinh diệt trừ dịch bệnh. Trích truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết, tập 18. Biên soạn: Thượng tọa Thích Chân Quang. Thế gian là vô thường, có sinh và có diệt, sống tham lam ích gì, chỉ là gây thêm tội. Lòng sân hận làm chi, chỉ mở đường đau khổ. Người có trí tư duy, theo con đường Phật dạy, quán tưởng lòng từ bi, yêu thương cho vạn loại, nguyện sống đời chánh hạnh, tránh sát hại tà dâm, lìa gian tham trộm cắp, biết vừa chừng tiết kiệm, để dành cho người sau, dù là một giọt nước hay chút hạt cơm mềm. Nguyện cho người quanh ta ai cũng đều khỏe mạnh, thoát bệnh khổ não thân, lòng an vui thư thái. Nguyện cho người quanh ta ai cũng đều tin kính ba ngôi báo Phật Đà, Pháp Thiên và Thánh chúng. Nguyện đời đời tu hành, hướng tâm về giải thoát, khỏi sinh tử luân hồi, dứt vô minh ngã chấp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.